What's up? Xin chào 500 anh em. Như các anh em đã thấy ở trên bàn mình thì đây là một chiếc vali rất là to. Nó to đến nỗi mà mình không thể nào mà bỏ vừa hết cái bàn này được, mà nó phải lấn sang một số phần khác nữa. Như các bạn thấy thì cái vali này nó sẽ chứa bên trong một cái vũ khí cực kỳ khủng. Và nó có ghi là gaming peripheral. Cái này mình cũng không biết đọc là cái gì nữa. Ok, không nói nhiều nữa, mình sẽ cùng các bạn đi mở hộp xem thử cái trong cái vali này là cái gì nhá. Let's go. Đầu tiên chúng ta sẽ đi dạo vòng quanh xem trong xung quanh cái vali này nó sẽ có những cái gì. Đây là một chiếc vali bằng nhôm và nó được thiết kế khá là đẹp. Thiết kế kiểu dạng như là những chiếc vali mà đang chứa với những cái vũ khí mà dạng như sniper, những cái vũ khí của Liên Bắn Tỉa. Ở đây chúng ta sẽ thấy có cái logo Cool Killer màu đỏ đen ở ngay phía giữa cái vali như thế này. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ thấy là có tới 4 cái chân nhựa. Và cái này dùng để mình để lên trên bàn thì nó sẽ không bị xước và cũng như là sẽ không có bị trông chân nhiều. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái tay cầm ở đây và hai cái lẫy khóa ở hai bên. Để xem còn cái gì không. Ở phía mặt bên này thì chúng ta sẽ có 4 cái chân cao su. 4 cái chân cao su này thì giúp cho khi mà chúng ta để ngang cái bàn phím xuống dưới mặt bàn đó như thế này thì nó sẽ không có bị cạ vào phía dưới mặt bàn và nó sẽ làm bị xước bàn hoặc là cũng như xước 4 cái góc của vali. Nói chung chiếc vali này thiết kế cực kỳ đẹp. Đó, mình có cái vân ngang như thế này, nhìn rất chi là sành điệu và cũng như là dạng giống như là cái biệt biên mà hay mang theo ấy. Rất là gấu. Rồi ok, bây giờ mình sẽ mở hộp luôn cái con này nhá. Rất là nặng các bạn ạ. Bạn không thể tưởng tượng được đâu. Chắc phải trên tay nó mới biết được cái cảm giác sờ rất là sướng. Rồi chúng ta sẽ mở hộp. Đầu tiên chúng ta sẽ lật hai cái lẫy này lên. Đó. Wow, cảm giác rất là phê. Và sẽ bóc cái tên này ra. Giống như là đang mở hộp một cái kho vũ khí gì đấy. Một cái vali vũ khí. Wow. Cảm giác như điều là điệp viên vậy. Rồi chúng ta sẽ mở ra từ từ thôi nha. Wow. Cái vali thì nó sẽ không cho mở hết cỡ mà nó sẽ chỉ mở đến chừng này thôi. Và các bạn, như các bạn đã thấy ở phía bên trong thì chúng ta sẽ thấy có một chiếc bàn phím. Đây là một chiếc bàn phím cơ đến từ hãng Cool Killer và được nằm gọn ở trong đây. Đó. Đây là một loại bàn phím có dây và chúng ta thấy có cả bịch kẹo ở đây. Cái này không phải là kẹo đâu nhá, mình đùa thôi. Cái này là chống ẩm đấy, đứa nào ăn mà chết queo luôn. Rồi chúng ta sẽ có là cái dây nằm gọn phía bên này và bàn phím nằm ở giữa. Bàn phím nằm gọn ở đây. Nhìn sơ qua phía bên trong nhé, xung quanh bàn phím thì sẽ được bọc một cái lớp nỉ cực kỳ dày. Cái lớp nỉ này sẽ bao bọc xung quanh cái bàn phím để chắc chắn rằng chiếc bàn phím này sẽ không bị tác động gì từ bên ngoài khi mà di chuyển. Ở phía trên này chúng ta có thêm một cái lớp kiểu dạng như là những cái mà để trứng vậy á, để quả trứng. Và cái lớp này thì nó phải cũng là một cái lớp đệm mút êm, cực kỳ êm luôn. Nói chung một cái vali phải nói là rất là khủng. Phía bên trong lại chứa một cái bàn phím cực kỳ khủng nữa. Tí nữa mình sẽ nói rõ hơn chi tiết về chiếc bàn phím. Ok, mình sẽ lấy phím ra. Cái bàn phím để rất là gọn, rất là đẹp nữa. Wow, cảm giác cầm cái con phím này lên thật là phê. Rồi để xem ở trong này chúng ta còn gì không. Ở trong đây chúng ta sẽ có một cuốn kiểu âm chân kinh cực kỳ dày nữa. Cuốn này nó có rất là nhiều cái hướng dẫn về chiếc bàn phím. Nếu mà các bạn đọc xong và các bạn hiểu hết được những có cả phần tiếng Anh nữa. Các bạn yên tâm là có tiếng Anh nhé. Các bạn nào giỏi tiếng Anh thì vẫn có thể đọc hiểu được. Tuy nhiên thì những cuốn như thế này chỉ dành cho những thằng nào mà nó muốn luyện đẳng cấp thượng thừa thôi. Chứ còn như mình thì cũng không cần lắm. Rồi để xem nhé. Đó, chúng ta sẽ có một cái lớp mút cực dày ở đây, không còn gì cả, hết rồi. Rồi, chúng ta sẽ đóng chiếc vali lại. Wow, chiếc vali quả thật là rất đã, rất là phê, cảm giác đóng mở cực kỳ phê luôn. Rồi mình sẽ bỏ lên trên phía trên như này. Ok, chúng ta sẽ quay trở lại với nhân vật chính của ngày hôm nay, đó là chiếc bàn phím Cool Killer CK108. Con bàn phím này có thiết kế cực kỳ gọn gàng như các bạn thấy đây, và cái thiết kế này là kiểu thiết kế classic, tức là nó sẽ giấu những cái chân switch nằm ở phía dưới cái đế chứ không có lồi lên như những con bàn phím khác.
Đó, những cái thiết kế như thế này thì cho cảm giác bấm cái tiếng gõ nó sẽ đanh hơn và cũng như là nghe nó sẽ to hơn những cái thiết kế kiểu chân lồi. Cái thiết kế kiểu vuông vắn như thế này nhìn rất là nhỏ gọn và cũng như là nó có một cái sức thẩm mỹ kiểu dạng classic cổ điển, nhìn rất là hay. Ở phía bên trên tay phải thì chúng ta sẽ thấy có một cái cụm điều khiển gồm có cả con lăn. Đó, con lăn này lăn khá là mượt. Nó sẽ đầm hơn là những cái con lăn đến từ những cái bàn phím rẻ tiền khác. Đó. Và con lăn này khá là đít tay. Đó, nói chung là rất là phê. Ở đây chúng ta sẽ có các cái phím multimedia gồm nét bài, power vân vân và những cái phím này nó cũng sẽ có led luôn. Tí nữa mình sẽ cùng mở cho các bạn coi. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ nhìn thấy có các cái đèn báo gồm có num lock, antalas, scroll lock hay là khóa window. Ở phía bên trên, phía bên tay trái thì chúng ta sẽ có một cái biểu tượng đó là cookie killer ở phía bên đây. Cái biểu tượng này thì cái logo này nó còn sẽ có thể phát sáng được nữa, rất là tuyệt vời. Nhìn về phía bên dưới thì chúng ta sẽ thấy có một cái bộ keycap với cái layout khá là chuẩn. Layout này thì các bạn nhìn đấy, đó, cái layout này giống như là những chiếc bàn phím cao cấp vậy. Nó giống như là kiểu của thằng Leopold hay là của thằng Philco. Nó dạng như kiểu giống như những cái phím mà không có led, phím đánh chữ ngày xưa á. Đó. Và chúng ta sẽ có thêm một cái đặc biệt đó là cái logo Cookiller ở nút cắt đây để nhận dạng so với những cái bàn phím khác. Ở phía dưới cái bộ keycap này sẽ là một cái tấm kim loại màu trắng. Cái tấm kim loại này sẽ giúp cho cái đèn LED của nó sẽ phản lên nhìn rất là đẹp trong ban đêm. Cái thiết kế của con này thì được làm hoàn toàn một cái khung bằng nhựa và không hiểu vì sao nhưng mà cái này nó cực kỳ chắc chắn luôn. Có thể là do có cái tấm kim loại ở phía dưới làm cái khung chính và xung quanh nó được phủ nhựa để tránh cho cái việc đó bị rò điện cũng như là bị giật. Và cái nhựa này cầm lên rất là chắc cũng như là rất là nhám, và cái bàn phím khi mình cầm lên rất khá là đầm tay, rất là nặng. Sang mặt sau thì chúng ta sẽ thấy có một chiếc bàn phím với thiết kế kiểu rất là cổ điển, tức là không có gì nhiều ngoài những cái chân nhựa dùng để chống trơn trượt và hai cái lẫy để nâng hạ độ cao của phím. Và cái lẫy này cũng như các cái bàn phím cao cấp khác thì nó sẽ có cả bọc cao su ở chân lẫy luôn, giúp cho cái khi mà các bạn nâng phím lên thì nó sẽ không có bị trượt. Chúng ta vẫn sẽ có một cái logo của nhà Cool Killer ngay giữa đây. Thế là hết rồi, không còn gì nhiều. Quay trở lại phần keycap thì chúng ta sẽ có một cái bộ keycap double shot. Tuy nhiên cái thể loại keycap này khá là giống những cái con như là của thằng Darrell thì nó sẽ đổ một lớp nhựa mỏng ở bên ngoài và cái lớp nhựa này là rất dễ bị bóng theo sau thời gian sử dụng, cho nên là mình không thích cái loại keycap này. Tuy nhiên thì nó một có một cái điểm bù trừ được đó là về cái phông chữ của nó thì làm cực kỳ đẹp và rất là liền mặt, nhìn nó không có theo kiểu tàu tàu như những con phím kia. Nhưng mà nếu mà các bạn có tiền thì các bạn có nên đầu tư một bộ keycap PPT để gắn lên con này hoặc là làm luôn một bộ cloud thì nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Về mặt switch thì sao? Switch của em này đang sử dụng đó là switch yellow, tức là switch màu vàng á. Nó sẽ có tiếng clicky giống như là switch blue. Tuy nhiên thì cái hành trình của nó sẽ ngắn hơn, khiến cho các bạn có cái cảm giác bấm nó sẽ nhạy hơn và cái lực bấm nó cũng sẽ nhẹ hơn nữa. Đồng thời là do switch này là được tạo bởi cái thằng Cool Killer độc quyền, cho nên là nó có cái độ bền lượt nhấn lên tới 80 triệu lượt nhấn, phải nói là cực kỳ kinh khủng, gần ngang với lại Cherry. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói đến về cái hệ thống đèn LED của em này. Hệ thống đèn LED của em này là hệ thống đèn LED RGB 16,8 triệu màu và LED của nó là cực kỳ nổi bật do cái nền của nó là nền kim loại màu trắng, nó phản quang lên rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ thử cắm vào cho các bạn xem. Như các bạn đã thấy là mặc dù mình vẫn để đèn sáng ở trong phòng nhưng cái độ sáng của đèn LED của con bàn phím này là cực kỳ tốt. Các bạn có thể thấy là những cái đèn LED nó thắp xuống dưới phần kim loại tỏa lên thì nó cho cảm giác là LED nó tỏa đều xung quanh toàn bộ keycap. Đó. Nhìn ở dưới nền chúng ta vẫn thấy có cái đèn LED chứ không phải như những cái bàn phím kia thì nó sẽ không nhìn thấy rõ cái đèn LED dưới nền mà chỉ hiện ở một số cái phần ở chữ thôi. Các bạn có thể thấy là cái đèn RGB của em này cực kỳ mượt và các cái nút ở phía trên phía bên phải thì chúng ta vẫn sẽ thấy có đèn LED chạy luôn, rất là đẹp. Đặc biệt hơn là chúng ta sẽ nhìn thấy cái biểu tượng Cool Killer nằm ở phía bên trái này, lúc này là nó đã lên đèn và chớp tắt đủ 7 màu, chúng ta vẫn có thể đổi màu cho cái đèn logo ở ngay đây luôn. Con này thì nó có rất là nhiều cái hiệu ứng đèn LED, mình sẽ chạy cho các bạn coi. Nhưng mà trước tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái thao tác để điều chỉnh LED. Nếu mà các bạn muốn chuyển chế độ thì chúng ta sẽ có gồm 6 cái nút ở phía bên trên này. Thì mỗi nút thì nó sẽ có 3 chế độ tương ứng. Đó, khi các bạn ấn thì nó sẽ thay đổi chế độ LED. Khi chúng ta ấn Fn cộng thì sẽ là tăng tốc độ LED, Fn trừ sẽ là giảm tốc độ. Ngoài ra thì Fn lên hoặc Fn xuống sẽ là tăng giảm độ sáng. Fn qua phải sẽ là thay đổi cái màu LED. Nó có thể để 7 màu, LED 7 màu hoặc là LED một màu mà thôi.
FN qua bên tay trái sẽ là đổi hướng chạy của led. Cái này nó chỉ áp dụng cho một số cái hiệu ứng đèn led thôi nhé. Ngoài ra để điều chỉnh cái đèn led phía bên trái, tức là cái đèn led logo của thằng Cookiller này, thì mình có thể ấn FN cộng với nút Sprint, tức là nút chụp màn hình á, thì nó sẽ có chế độ đó là sáng nguyên một màu như thế này. Đó, mình có thể điều chỉnh thành bất kỳ màu nào. Đó, nó sẽ có 7 màu. Hoặc là có chế độ chớp tắt và cũng như là chế độ sáng một màu, đổi màu, vân vân, tự động đổi màu. Đó, cái này thì các bạn có thể tùy về nhà tự tùy chỉnh được. Bây giờ mình sẽ show cho các bạn xem các cái chế độ màu của em này nhé. Trình diễn các cái chế độ led của em này, nó có rất là nhiều chế độ. Tuy ngoài ra thì con này còn có một cái phần mềm dùng để chỉnh macro cũng như là chỉnh các chế độ led. Tuy nhiên thì cái phần mềm này mình không đánh giá cao cho lắm, tại vì nó đang sử dụng chung cái phần mềm với con K100, cho nên là nó sẽ không có tùy biến được nhiều mà chỉ dùng các cái led mặc định thôi. Và được cái ưu điểm là nó có thể macro phím khá là ngon. Rồi, ok, chúng ta sẽ sang một cái phần cực kỳ quan trọng, đó là cái phần test cái cảm giác gõ của em này. Mình đã để cái mic hướng về phía bàn phím rồi, bây giờ mình sẽ gõ một đoạn văn bản nhé. Như các bạn nghe thấy thì cái tiếng gõ của nó khá là chắc, và khi mình gõ thì có cảm giác nhạy hơn những cái switch khác rất là nhiều, và cảm giác gõ của nó không thua kém gì về những cái switch của thằng Cherry. Cái này là mình nói thật, và gõ nó khá là sướng tay. Ngoài ra thì khi cái bui của nó về các cái nút shift cũng như các lock hay là nút tab đó thì nó rất là trơn tru và cũng như là rất là chắc chắn. Khi mình gõ thì không có cảm giác nghe lọc xọc những cái bàn phím rẻ tiền khác, và cái tiếng gõ của nó nghe rất là trong. Ngoài ra thì những cái nút multimedia nhanh ở phía trên này thì gõ cũng nghe rất là sướng tai, nó cũng nghe tắt tắt, tuy nhiên là không phải là cơ thật nhưng mà vẫn nghe tiếng tắt tắt và có cảm giác bấm cũng rất là sướng. Con lăn thì phải không phải nói rồi, con lăn này nghe răng rất là đầm tay và rất là êm. Ok, vậy bây giờ mình sẽ tổng kết lại về em bàn phím này. Đây là em bàn phím Cookiller CK108 RGB. Chúng ta sẽ có những gì qua cái tầm giá khoảng 1 triệu 2 của em này. Đầu tiên chúng ta sẽ phải nói đến đó là cái vali. Phải nói cái vali của nó là cực kỳ đẹp, một cái vali đựng phím mình nói là chưa thấy có hãng nào mà đầu tư về cái hộp đựng phím như vậy. Thứ hai là chúng ta sẽ có một cái bui cực kỳ chắc chắn và bui một cách thông minh nữa, tại vì nó sẽ có một cái lớp kim loại làm ánh cái đèn led lên nhìn cực kỳ đẹp. Về keycap thì mình không đánh giá cao lắm, tuy nhiên về cái phông chữ thì phải nói là tuyệt vời. Nói chung về phông chữ của em này thì vừa nhỏ này, vừa đẹp, vừa rất là thẩm mỹ. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có được thêm nữa, đó chính là cái phần đèn led của nó cực kỳ đẹp. Đó, phần đèn led có cả cái logo Cookiller phía bên tay trái đây luôn. Đó, phải nói là nổi bật cực kỳ. Với hệ thống đèn led luôn, cả các RGB luôn, cả các cái nút bấm về multimedia được thêm phía trên này. Chúng ta sẽ có thêm một con lăn để điều chỉnh âm lượng ở đây, cũng như là các cái nút multimedia nhanh, không cần phải ấn FN nữa, cực kỳ tiện lợi. Hệ thống đèn led RGB đẹp và có nhiều chế độ. Ngoài ra thì chúng ta còn có những cái điểm ví dụ như là dây bọc dù hay là đầu USB mạ vàng chống nhiễu vân vân và vân vân. Vậy điểm yếu của em này là gì? Điểm yếu của em này thì có lẽ là nó sẽ đến về với cái giá thành của nó sẽ hơi cao một chút, và cái switch của nó tuy là một cái switch không phải là danh tiếng như là Cherry nhưng hiệu năng của nó cũng khá là ngon. Vì cái độ bền của switch của nó lên tới 80 triệu lượt nhấn mà, và cái cảm giác bấm của nó thì cũng
không thua kém gì Cherry, mình phải nói là thực sự là như vậy. Các bạn thấy sao về chiếc bàn phím này với giá tầm 1,2 triệu? Các bạn có thể để lại comment ở phía bên dưới phần bình luận. Thì nếu mà các bạn muốn mua chiếc bàn phím này thì mình sẽ để lại link ở phía dưới phần mô tả nhé. Con này khá là to cho nên là cước phí của nó sẽ rất là cao, tại vì nó sẽ kèm theo một cái vali mà. Và các bạn nếu mà muốn xem thêm những cái clip về gaming gear tại Boss Gear thì các bạn có thể ấn vào video bên tay trái đây hoặc là video bên tay phải đây. Và nếu như các bạn thấy hay thì hãy đừng quên like và subscribe ủng hộ kênh của Boss Gear nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye. Về bãi này. Đã quá.